Hòa chung khí thế sôi nổi của toàn đảng, toàn dân và toàn quân đang thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong những ngày này, các phòng ban chuyên môn và địa phương của huyện Thủy Nguyên đang đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn. Nằm một trong những địa phương được huyện ủy, ủy ban dân huyện quan tâm đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, cán bộ và nhân dân xã Hợp Thành đã và đang thống nhất, đoàn kết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua, không khí lao động sôi nổi, tất bật, khẩn trương để gấp rút hoàn thành dự án xây dựng mở rộng cầu Hợp Thành và cải tạo, nâng cấp đường trục xã như tiến độ đã đề ra. Hợp Thành đang như một công trường sôi động với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và sự chung tay của người dân. Dự án thi công gồm các hạng mục: xây mới một làn cầu Hợp Thành, cải tạo và nâng cấp 2,7 km đường trục xã với bề mặt đường rộng 7 m, có hệ thống thoát nước và điện chiếu sáng, an toàn giao thông với tổng kinh phí trên 30 tỷ đồng. Xác định rõ đây là một trong những công trình trọng điểm của huyện Thủy Nguyên chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Đảng ủy xã Hợp Thành đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Đảng ủy xã xây dựng chương trình, kế hoạch và đề ra các giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện. Trong đó phân công trách nhiệm cho từng đồng chí trong ban thường vụ, đảng ủy viên phụ trách các thôn có dự án tuyến đường đi qua. Đảng ủy tăng cường chỉ đạo tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh ở cơ sở và hội nghị tuyên truyền vận động người dân đồng thuận và ủng hộ cao trong việc hiến đất và di dời công trình nằm trong phạm vi thi công, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu. Một cái dự án đầu tư nâng cấp đường giao thông từ ngã ba ba đường 352 vào đến ngã tư Bà Phán, thì trong đó là có chia thành ba cái gói thầu. Thì về phía địa phương thì chúng tôi cũng đã tổ chức họp toàn bộ nhân dân hai bên dưới đường để triển khai cùng với lại cơ sở thôn, bí thư chi bộ, rồi ban công tác mặt trận khu cư để vận động nhân dân tự giải tỏa rồi là hiến đất để mở rộng công trình đường giao thông. Thì sau khi chúng tôi họp thì mời nhân dân về dự họp thì cũng được nhân dân ủng hộ rất là cao, cho rằng là cái thời gian tiến độ là rất là gấp. Xong thì với cái tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo địa phương, rồi với tinh thần trách nhiệm của nhân dân, thì đến giờ phút này thì mấy trăm hộ dân hai bên dưới đường thì cũng đã tự giải phóng và giải phóng cơ bản xong. Và tiến độ công trình thì đến giờ phút này báo cáo để công chí là về phần cầu thì cũng đã cơ bản rồi. Đấy, phần đường thì toàn bộ hệ thống cột điện rồi là hệ thống mương cũng đã được thi công xong. Đấy, còn một số cái phần việc để hoàn tất các cái khu nó còn tồn lại. Đấy, và từ nay đến trong cái trước ngày 20 tháng 5 thì tôi tin tưởng rằng với cái tiến độ thi công như thế này thì công trình cũng sẽ được hoàn thành sớm hơn so với dự định. Được khởi công từ sau Tết Nguyên đán năm 2021, trong thời gian rất ngắn sau Tết trời mưa ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng với quyết tâm cao, chủ đầu tư và các nhà thầu đã khắc phục bằng nhiều biện pháp, đơn vị thi công tăng cường phương tiện, máy móc và huy động thêm nhân công ở nơi khác đến. Những ngày thời tiết thuận lợi, công nhân phải làm thêm giờ. Dù đẩy nhanh tiến độ, tăng ca, nhưng đơn vị thi công cam kết thực hiện dự án đảm bảo các yếu tố về yêu cầu kỹ thuật và chất lượng thẩm mỹ công trình. Công ty bê tông thì phần việc có làm một cái cầu và một cái đoạn đường dẫn từ cầu ra đường ngoài cái khoảng hơn 100 mét đường dẫn. Sơ bộ cầu thì bên nhà thầu đã làm được 90%, chỉ còn một ít phần trăm là thảm ở trên mặt và một ít của cái đường dẫn, thì nhà thầu đang tập trung nguồn lực máy móc thiết bị để tập trung phấn đấu là đúng hoàn thành theo đúng tiến độ là 17 tháng 5 hoàn thành. Hiểu được tầm quan trọng của dự án xây dựng mở rộng cầu Hợp Thành và cải tạo nâng cấp đường trục xã đối với sự phát triển chung của địa phương và nâng cao đời sống của người dân trong hưởng thụ các công trình phúc lợi, đại bộ phận nhân dân xã Hợp Thành đã đồng thuận, một số người còn vì lợi ích chung sẵn sàng hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc và tài sản khác trên đất, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công. Với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, Hợp Thành đã phát huy các tổ giám sát cộng đồng để người dân trực tiếp giám sát công trình và khẳng định vai trò của người dân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Do vậy, với tinh thần vì sự phát triển chung của địa phương, các hộ dân đã hồ hởi, phấn khởi, đồng thuận. Đã có 280 hộ ở các thôn 6, thôn 7, thôn 8, thôn 10, thôn 11, thôn 12 tự nguyện hiến trên 2.000 m2 đất thổ cư và di dời công trình
gồm nhà ở, nhà xưởng, tường bao trên đất, trong đó có nhiều công trình được xây dựng kiên cố, có tính mỹ thuật cao. Nếu mà nói về tâm tư nguyện vọng của tôi thì thực sự nhà tôi nó là rìa đường rồi. Nói chung là thoải mái quá rồi, người ra người vào dân tình đi lại, người ta cũng thoải mái, trẻ con đi học tiếp, giao thông nó thuận tiện, trông nó khang trang và đẹp đẽ hơn. Điều đó điều dĩ nhiên, chúng tôi cũng rất trí tán thành và phấn khởi, ủng hộ toàn bộ. Cùng với các cấp, các ngành và địa phương chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 10 năm và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, xã Hợp Thành đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án, phần việc có ý nghĩa thiết thực để chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 10 năm và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Các phong trào thi đua công trình chào mừng được toàn thể cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã nhiệt tình hưởng ứng, thể hiện sự đồng tình, ủng hộ và trách nhiệm trước ngày hội bầu cử, ngày hội của toàn dân.